làm nào. Các bạn xuân quê đẹp lay. Tình cho em à? Đẹp hết. Tình cho. Thế là thằng vừa nó có cái gốc cũng hay nhỉ? Hai thân kia hay. Hôm trước đấy. À thế à? Từ phía trước. À rồi rồi. Hôm nay là cắt cụt mẹ thêm tí nữa. Lại trở ra đây đúng không? Hôm nay là cắt cụt thêm tí nữa. Thích kỷ niệm em hay sao mà mang ra đây thế? Không phải biết về làm nhà. Nuôi thôi. Trực thôi, nuôi thôi. Cái này mà trực trực thì xấu, mất bể mệt. Bây giờ đập cái ngọn này thì làm cái... Nuôi về cho thùng xốp, ra bệ đủ hết. Làm cái siêu thôi, làm cái siêu thôi. Không, lấy ngọn trực ở đây thôi. Làm cái siêu. Không siêu ạ, siêu là bị ý như cái khẩu đấy bác. Hả? Không, lấy cái đây, lấy ấy đây mà. Cắt lốt cái đấy, cắt đây này. Không, cái này không cắt nữa, để cho nó rước cái này lên đã. Cho nó cân, chứ giờ cắt làm gì lắm. Cái này dựng lên trực thì không không ấy. Thì bên trực nhá, quyết định trực. Trực. Tao xem nào. Chứ anh để siêu là như khẩu đại bác. Chứ bới trong này ra có đưa có cái gì không? À có. Đấy đấy, có đấy. Có. Về dòng thùng xốp lở. Không, nó phải thế này mới được. Nó phải thế này nó mới được. Không, siêu nó anh nó rất này để cho nó lấp cái này đi này. Nó hơi nghe cái này tí nó vừa. Cái này đi. Cái lỗ chỗ này đẹp quá. Con này mà em nằm trực. Đừng có sợ đấy nhiều. Dạ dạ. Vứt đi chỗ mầm gì? Cái này vứt đi mầm. Sợ mất mầm nhỉ? Có mầm đâu mất. Sợ sợ cái là nó không ra nữa. Nó mầm nó những cái đồ lồi này này. Sợ cái là thui luôn, không ra nữa. Thế mà sao của mình bị mất mầm? Sao mà ở nhà nó cứ xoa mình không biết còn mầm nữa mỏng. Không thể ngủ lồi lắm, nó không. Tại sao nó không nảy? Sáng tinh mầm cái là xoa cái lại xỉu. Lại hết mầm. Đang đi ngồi cảnh sát. Bảo nó mò đâu đang. Mang ở trên xe đi. Đã bảo rồi, tiềm ẩn nó cứ từ cái sờ đến rồi lại thấy. Đẹp chuyện. Đồng này nó ăn ở khu này. Em này em cũng trực. Tại vì nó nếu mà tông cái này thì bị khẩu sát. Thì em gần nhà bác trực đúng không? Đúng rồi. Em trực luôn. Anh Hùng mới trục trực tận trong Kiên Giang, Phú Quốc. Trục trực. Hùng dân tộc. Nào thích có súng ống thì làm siêu. Ra đi cái gì ra mà. Đang ở trên Xuân Mai. À cái hoa giấy à? Có gì chỉ đạo đây? Xong rồi, thế này, bán hai cái giấy. À, cây của ông Hùng. Cây thác đổ, cây thác đổ. À, thế này thì phải chiêu. Quá nhỉ? Cây cao như người nhỉ? Là nó hoàn thiện, chứ còn đâu là khô. Cái hoa giấy rất giống Hùng nhá. À, bây giờ chúng ta nóng đầu thì phải nghỉ đã, xong là lúc nào nó mát lạnh thì để làm chứ. Đấy. Từ đâu anh? Đi đâu đấy? Dục tốc là bất đạt thế nhỉ? Không, có gì thôi đã. À đi dọn đã. Từ đấy gửi cho. Xong rồi đừng có tức nhỉ, tức giận mất rồi. Thôi thôi về sớm thế. Nghe chưa? Đang bán được hàng lại nghỉ. Đang đàn của bố ấy ở nhà đang có một đàn bốn con đấy. Ừ. Để cho ông ra mà. Để mà. Đâu? Mấy tiền đấy anh Hùng? Mấy tiền đấy? Cây phải 5 triệu nhỉ ông nhỉ? Qua đi chợ qua em xem. Mấy tiền? Cho về một tiệm. Ừ. Ông. Cây có đến 5 triệu không? Không. Không đến. Thế còn cây này? Cây này cũng của anh à? Bao tiền đấy? 10 triệu. Cây to. Gấu, một cây thì về nhìn nó mạnh mẽ. Một cây là gấu. Cây này kiểu thiếu nữ, cây này kiểu đại gia. Phải không Dũng? Vâng. Bây giờ có thêm khu vực bán chậu đây. Vâng, xong em ra. Để đem vào đảm bảo. Vui à? Ở nhà. Không cần đem mang sang em để nhờ. Nhanh nhé. Ở đâu em? Đang kia. Em
em chưa ra đấy. Cứ ra là có hàng mang về này chết. Để ra xem cái này, để ra xem. Xinh đấy nhỉ. Được đấy, con này hay đấy. Ừ, này hay đấy, sạch đấy. Đây. Bao nhiêu tiền cái đồng này? Đó là chỉ tả. À đây là cái khuôn khuôn ấy này. Đâu chậu đâu? Trả lại chậu. Trả lại chậu. Đẹp đấy. Chậu xi măng đẹp đấy. Trồng cây đẹp đấy. Thì này trả 300 một cây. Em nhớ là em vào nhà vừa đi qua không để ý. Cái này thì là tương lai nó sạch sẽ. Nó phải lấy tấm lá nó đẹp. Ô anh Tám à? Anh Tám này xin chào. Nước em. Vâng. Mà đứng trong lá này thế này, mà em đi đây để vui nhìn thấy chỗ nhà. Giờ nó lại tên người khác mất rồi. Mới lắm mới nhập khẩu. Xong cái đã. Đẹp đấy. Ngang đường chạy chiếc cũng gớm phết đi. Bây giờ đi bán thôi. Chứ là anh không bán đâu. Sạch sẽ, sạch cây. Mình chưa có chiếc bản đấy. Cây đang ổn định. Đường chạy thì tay tiếc cũng được. Nói chung là cây có tính nghệ thuật. Sạch sẽ. Đây bác chủ đây. Bao tiền đây anh? Nói vào vùng kín. Anh em ở đây để trong con xe về. Không, con này vừa. Con này vừa nhạn vừa đi qua gì. Còn thiếu một cây để trên giỏ nữa. Không mới về được. Vừa lại anh Hải lại mốt về này. Vừa nãy mình đi qua không để ý. Đúng nhận. Tuyệt vời. Sạch cây. Để chơi chung cư tuyệt vời. Không có gì để chơi. Sáng thế lẫn lên cái độ kỹ của cây. Tất nhiên là siêu phẩm tiền chục tiền trăm à, tiền trăm thì khó nhưng mà chơi này rất là đẹp, rất là phù hợp. Ôi không biết ông chủ đây đâu rồi. Ôi cứ ấn vào cái nút chả biết ngồi của ai cứ đi ở chợ cứ ngồi đây chả biết ai là chủ của ai này. Đông quá mà. Toàn siêu cao thủ. Ôi đổ. Gió đổ. Anh đi em làm tí. Đấy, trường có cái cây hay. Cây dâu này rất hay, cây dâu là ông nào không kiêng thì lấy được. Tại vì nhiều người quan niệm không chơi cây dâu. Mình nó bị loạn tín ngưỡng, nhiều cái nó rất là buồn cười. Có lý giải rất buồn cười. Bởi vì là tiếng Hán của cái cây dâu ấy, nó là cái chữ tang. Đâm ra là phiên âm tiếng Việt thì nó lại nghe nó đen đổi. Tang tóc. Chơi, đấy Việt Nam nó cứ loạn tín ngưỡng ở chỗ đấy. Cái tên nó làm nó cho thay đổi cả cái giá trị nghệ thuật. Đó này là có cả món này anh. Hay đấy nhỉ. À đây ví dụ vừa đấy ông Trương lấy đây sao nhỉ? Không phải, cái này giống thế. Nếu một cái khay này thì bao nhiêu tiền này? Vâng. Chất liệu là của vừa bên gì sản xuất đây? Chất liệu này là tàu à? Vừa cả cây cả chậu, Lê Minh Tuấn. Để cây cản nước hoặc trồng cây mini hay
cho hoàng hậu lên ngôi đây. Ôi, toàn là kiến. Chung. Hả? Cho hoàng hậu lên ngôi à? Là. Cây cây lên chậu nhưng hoàng hậu lên ngôi. À? Ra lâu chưa? Em vừa ra. Trồng cái xì ấy. Để kia lấy chỗ đất trồng vào. Đó. Đi mấy, đất mấy đồng anh sơ bộ à. Thế đã mấy đồng 4,5 củ. Ok xì dáng làm anh cứ trồng một tí nữa này xem lại. Chắc của Trung là của Hiếu đây, hai anh em hay để cùng cạnh nhau đây. Vâng, đi cho vui, giải trí. Thỉnh thoảng xem kênh của bác trên. Vâng. Cứ đi ra chợ để quay thôi. Cây xanh này, bóng này. Được. Ra đây chả mua, chơi vui. Có được cây đẹp thì mua. Có cây nào đẹp, cảm xúc nó mạnh thì mua. Chậu cho ông là tượng này lại chậu tới cây này. Đấy. Có cái dễ bu xuống tầng dưới kìa. Nhìn tầng dễ bu xuống dưới kìa. Đi ra chỗ bóng nhạn không có cây gì hết.